tủ dụng ngán nè anh em ơi. Số anh em mình yêu cầu mình quay rút tủ dụng ngán cho nên mình quay cho anh em xem nha. Đây là rút tủ của Nha Trang nha anh em. Đây mình quay rút tủ đang đậu tại hòn hòn hoài của Nha Trang Khánh Hòa. Bữa giờ mình hơi cái máy quay nên là mình quay zoom xe không quay được, nên là mình ít khi quay video cho anh em xem đó. Quay bằng điện thoại hay là những cái máy quay thường khác là nó quay gần, quay phim không quá đẹp. Khánh Hòa. Tàu này nó tầm 21 mét, khoang này khoang 21 mét. Tàu đẹp quá anh em. Đây là cảnh của cái hòn nòi của Nha Trang này anh em. Sơn màu rất là đẹp ha. Đây còn có một chiếc nữa nè. Ở Nha Trang thì mấy con tàu nhựa composite loại này nhiều lắm anh em. Ở Nha Trang thì họ chuộng cái mẫu tàu composite để làm lưới trụ rất là nhiều. Tàu này mình quay ngược nắng cho nên là hơi tối. Tàu này sơn cái lan can màu đỏ nhìn nổi bật quá, đẹp quá. Mấy gấp lái cũng bọc lên nắp hết, quanh mấy con ngựa cũng bọc hết. Làm ngựa lưới thì đa phần người ta bọc inox quanh mấy cái khu vực bổ chập như là gấp lái hết em, giúp cho nó đẹp ghê. Thứ hai nữa nó khỏi bị trời xước lưới. Anh này cũng có mấy cái bóng đèn leo queo à. Còn một số anh rít tủ khác là hầu như là không có điện luôn, chỉ có mấy cái bóng u để kéo lưới thôi. Đây mình quay bên hông ngang của tàu cho anh em xem ha. Cabin 2 tầng rất đẹp. Trên tàu có trang bị dàn đổ. Có dàn đổ thì bên lưới rất là nhanh. Hình như tàu của anh này là chở dây còn chở trong trong cái lồng lóc hay sao á. Bên lưới rút của mình thì không có chở bằng cái kiểu này nữa ha, chở xuống hầm hoặc là chở trên xe quẹ và dây dây bằng dây rít cho nên là dây nó không có sắn lại anh em. Tàu này hình như là cái khuôn này như cái khuôn có 19 mét chứ không phải là cái khuôn 21 mét anh em ơi. Con này con 19 mét chứ không phải con 21. Chiếc này cũng chưa phải là to nha anh em. Mấy chiếc con 21 mét nó to hơn đây rất là nhiều. Đây chiếc tàu bên cạnh anh em, chiếc này cũng con 19 mét luôn. Theo cái mẫu tàu như chiếc lúc nãy mình quay kia ha, cũng làm rút trụ, cabin cũng 2 tầng. Nói rút trụ thì trang bị điện châm rất là ít nha anh em. Đó, điện châm có vài bóng lưa thưa, làm cái câu
thang để leo lên chuồng cáo đặt dây rút rất là bài bản. Làm cái cầu thang này còn mất tiền, nguyên cái cầu thang bằng inox không. Tàu này rộng chắc tầm 6 mét độ lại. Chiếc rút rủ này đánh lưới nha anh em, nhưng mà mình không có cái máy quay để quay xe á, cho nên là mình không có quay lại được. Hôm nào thì mình sẽ quay những cái video nó xuất sắc hơn và cảnh máy rút rủ này của lưới cho anh em xem. Bây giờ mình làm cùng cái khu vực của mấy anh em này thì lưới gần mình rất là nhiều, nhưng mà máy quay nó hư cho nên là mình không có quay lại được. Ở đây mình vô khu vực nội ngoại, mình neo gần hai nút rủ này, thì cũng là hai chiếc nút rủ, cái mẫu nút rủ tiêu biểu của Dũng Án Nha Trang Khánh Hòa, cho nên là mình quay lại cho anh em xem chơi. Ở đây cũng có một chiếc nút rủ của Dũng Án nè, nhưng mà này là đây là rút rủ ghe gỗ nha anh em, dài tầm 19 mét, cũng trang bị dàn đổ bài bản hết, có cầu thang lên nóc leo lên trụ luôn. Theo phần rút rủ thì ai cũng trang bị dàn đổ bên lưới nhanh lắm. Tàu nhựa này nó chạy mạnh làm lăn nó nhẹ nè, chạy nhẹ hơn tàu gỗ ha. Cuôn này cuôn 19 mét nè, đây trong này có ghe lưới chủ bằng gỗ đây. Tàu nhựa này thì nó bọc inox nhiều hơn tàu gỗ, bởi vì tàu nhựa vô cặp cảng thì nó que chạm nó dở bị chày xước, như là bở cái lớp bọt đá và lắp đít bên ngoài đó anh em. Ghe gỗ thì nó cũng xước nhưng mà nó còn hạn chế hơn, còn cái tàu nhựa vô là gặp bê tông của cảng là nó dập hết. Đây mình quay phía bên lái của tàu nhựa cho anh em xem. Ghe thì mình gặp rất là thường xuyên ha, bởi vì ghe mình quay cũng nói chung là cũng nhiều. Thì bữa nay mình quay lại mấy con tàu nhựa anh em xem cho nó lạ lạ tí xíu. Mình quay mình cũng chọn lọc những cái video nó hơi khác để anh em xem một lần, mà nhiều chiếc lưới rút bằng gỗ quá thì anh em cũng chán, cho nên là mình đổi qua tàu kia tàu nọ cho anh em xem cho cái đề tài nó phong phú hơn nha anh em. Chỗ nhìn rất là đẹp, có mấy chiếc 24 mét nữa. Hôm nào mình sẽ quay mấy chiếc đó cho anh em xem.
Ngoài ra còn ở Nha Trang còn có mấy chiếc tàu nhựa gọi lưới khơi khoảng tầm 26-27 mét. Thì mấy chiếc đó hôm nào mình sửa xong máy quay mình cũng quay lại cho anh em xem. Bởi vì mấy chiếc đó thứ nhất là nó neo xe, thứ hai nữa là nó di chuyển, cho nên là có máy quay zoom xe thì mình quay lại cái thước phim nó đẹp hơn, cảnh mấy con tàu nó chạy. Ở đây máy quay thẻ nhớ rồi gì hư hết trơn rồi. Rồi xin chào anh em nha, hẹn anh em ở video tiếp theo nha anh em. Nhớ đón xem nha anh em ơi.